Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, có sắc vóc, ngoại hình đẹp, thế nhưng cũng hám lợi, hám danh vọng mà phải nhận bản án tử hình khi tuổi đời còn quá trẻ. Đó cũng là nội dung bi kịch cuộc đời của thôn nữ xinh đẹp mà chúng tôi muốn chuyển đến quý vị ngày hôm nay. Theo bản án sơ thẩm, Lê Thị Thu Thảo, sinh năm 1982, ngụ quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, lấy chồng và có con khi tuổi đời còn quá trẻ nên sớm chán ngán cuộc sống gia đình. Sau khi ly hôn với chồng, Thảo làm nhân viên quán bar, vũ trường và lọt vào mắt xanh của Trần Ngọc Thịnh, sinh năm 1987, ngụ quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Đây đều là những con nghiện nên khi dọn về sống chung, Thảo và Thịnh nghĩ đến chuyện buôn bán ma túy để vừa có tiền, vừa có hàng để sử dụng. Giữa năm 2010, qua quen biết, Thảo và Thịnh liên hệ với Phạm Thị Hiền, tự Chín Hiền, sinh năm 1963, ngụ An Giang, là Việt kiều Campuchia, thường xuyên đi về giữa hai nước. Biết người đàn bà này có nguồn để cung cấp ma túy, Thảo đã lên kế hoạch quy mô cho việc buôn bán cá chết trắng. Sau khi Thảo đặt hàng với một người đàn ông tên Mel ở Campuchia, Hiền sẽ nhận hàng và chuyển về Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài. Để tránh bị phát hiện, ban đầu mỗi lần có hàng, Thảo chỉ lấy 100 gram hàng đá với giá 5.000 đô la rồi bán lẻ cho các con nghiện. Cuối tháng 5 năm 2010, để tiếp tục việc làm ăn, Thảo chuyển 23.000 đô la cho Hiền để mua ma túy. Thời điểm đó, cơ quan chức năng kiểm tra gắt gao nên Thảo đã ra lệnh cho đường dây của mình ém hàng một thời gian. Tuy nhiên đã nhiều ngày trôi qua mà chẳng thấy Hiền giao hàng cho mình, Thảo hối thúc bà này thực hiện hợp đồng. Nhưng do nguồn hàng khan hiếm, không mua được hàng đá nên Hiền đề nghị Thảo nhận 9.820 viên thuốc lắc để gán nợ. Mặc dù không quen cách bán mặt hàng này nhưng khi Thịnh bảo lấy thì Thảo cũng đồng ý. Ngày 24 tháng 8 năm 2010, sau khi nhận hàng, Nguyễn Thị Ngọc Lệ, em dâu của Hiền, đi giao cho Lê Trọng Tấn, sinh năm 1984, quê Hà Nam, ở cùng nhà với Thảo, thì bị bắt giữ. Thấy động, Thảo và Thịnh bỏ trốn, nhưng cũng đã bị bắt sau đó vài ngày. Tính đến khi bị bắt, Lê Thị Thu Thảo đã có hành vi mua bán hơn 3kg ma túy tổng hợp và hàng chục ngàn viên thuốc lắc. Riêng Trần Ngọc Thịnh, ngoài việc tham gia đường dây mua bán ma túy của vợ hờ, cuối tháng 7 năm 2010, Thịnh sang Campuchia mua một khẩu súng K-59 và hai viên đạn với giá 800 đô la. Trước khi bị bắt, Thịnh đã điện thoại cho cha ruột là bị cáo Trần Anh Dũng đến khách sạn Nhật Hoàng, quận 4 lấy khẩu súng này và một hộp kim loại đựng hơn 476 gram ketamin, hai khuôn ép ma túy nhờ cất giữ. Nhưng sau đó, Dũng đã bán lại toàn bộ số hàng nóng và ma túy này cho bị cáo Bùi Văn Sơn. Trong phiên tòa sơ thẩm ngày 9 tháng 4 năm 2012, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Lê Thị Thu Thảo mức án tử hình, bị cáo Phạm Thị Hiền nhận án chung thân, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Lệ 20 năm tù, bị cáo Lê Trọng Tấn 20 năm tù, các bị cáo khác lãnh án từ 7 đến 17 năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Riêng bị cáo Trần Ngọc Thịnh bị tuyên mức án tù chung thân, còn bị cáo Trần Anh Dũng, cha ruột của Thịnh lãnh 18 năm tù. Bị cáo Phạm Bá Tước nhận 17 năm tù cho cả hai tội mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Cho rằng mức án mà cấp sơ thẩm đưa ra là quá cao, Lê Thị Ngọc Thảo, Phạm Thị Hiền và ba bị cáo khác là Nguyễn Thị Ngọc Lệ, Trần Anh Dũng, Phạm Bá Tước làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Trong khi đó, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhận định Phạm Thị Hiền cũng là một đầu mối quan trọng, là người cung cấp vận chuyển ma túy cho Thảo, nên mức án chung thân mà cấp sơ thẩm đưa ra chưa đủ sức răn đe để kháng nghị tăng án với Hiền. Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, Thảo hốc hác, gầy sọp nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp vốn có của một hoa khôi vũ trường. Trước tòa, Thảo thừa nhận hành vi buôn bán chất ma túy. Tuy nhiên, bị cáo này một mực khẳng định 9.820 viên thuốc lắc kia là nhận dùm người tình chứ không hề mua số hàng này. Mặc dù được đối chất với Thịnh, Hiền, Tấn về hợp đồng mua bán số thuốc lắc trên và các bị cáo đều khai khác với Thảo, nhưng ả này vẫn kiên quyết mình không có trách nhiệm phải gánh thêm số ma túy này. Hội đồng xét xử nhận định đây là vụ án buôn bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia với số lượng lớn, mà trong đó Thảo và Hiền là hai đầu mối quan trọng. Mặc dù biết việc làm của mình là sai trái, nhưng vì lợi nhuận khổng lồ mà các bị cáo vẫn làm để gây nguy hại cho xã hội. Hành vi của các bị cáo cần được xử lý nghiêm khắc để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. Sau khi xem xét, cân nhắc, Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhận định bản án sơ thẩm đưa ra đúng người, đúng tội, do đó quyết định bác kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, bác kháng cáo của 5 bị cáo giữ nguyên mức án sơ thẩm. Thực hiện thẩm quyền của Chủ tịch nước
và thể hiện chính sách nhân đạo của nhà nước ta đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ngày 28 tháng 1, Chủ tịch nước ký quyết định về việc ân giảm án tử hình xuống tù chung thân cho 4 phạm nhân. Sau khi xét đơn ân giảm tử hình của các phạm nhân, quyết định không kháng nghị của Tòa án Nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, trên cơ sở ý kiến của chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước về trường hợp của người bị kết án xin ân giảm tử hình, Chủ tịch nước quyết định ân giảm án tử hình xuống tù chung thân đối với 4 phạm nhân. Các phạm nhân gồm Lê Thị Thu Thảo, sinh năm 1982, quốc tịch Việt Nam, Thảo Xua Thin, sinh năm 1986, quốc tịch Lào, Kham Chanh Yavon, sinh năm 1986, quốc tịch Lào, Mua A Trà, sinh năm 1991, quốc tịch Việt Nam. Hoa khôi vũ trường Lê Thị Thu Thảo, sinh năm 1982, từng có những năm tháng vươn lên tột đỉnh của giàu sang và danh vọng. Nhưng số phận của mỹ nhân xứ Dừa sớm lụi tàn bởi tham vọng bá chủ, mà Thảo chính là ba trùm trong đường dây buôn bán cái chết trắng xuyên lục địa. Ngày Thảo ra trước vành móng ngựa, mặt cô đanh lại như sắt. Sự vô cảm của Thảo trước giây phút đền tội khiến người thân ngồi phía sau như đứt từng khúc ruột. Ngôi nhà của Thảo ở ấp Châu Sơn, Sơn Tịnh, Chợ Lách, Bến Tre vốn đã nhỏ bé thì nay lại càng bần hàn, cơ cực hơn khi Thảo và ba người anh em trong gia đình đều rơi vào vòng lao lý. Người mẹ sống đờ đẫn như ngây như dại và phó mặc dòng xoáy cuộc đời. Chồng bà và là cha của những đứa con tội đồ từ một người siêng năng, cẩn mẫn, nay tỏ ra chán trường, tối ngày làm bạn với rượu. Người dân xứ Dừa vẫn nhắc về Thảo như bài học để những chàng trai, cô gái mới lớn nhìn vào đó mà tránh xa. Ván bài mà Lê Thị Thu Thảo chơi là sự đánh đổi quá đắt. Cơn lốc ma túy, thuốc lắc đã cuốn Thảo ngập ngụa giữa mê man, phủ phê và ăn chơi thác loạn chốn vũ trường. Thảo chỉ thực sự dừng chân khi ra lưới pháp luật. Lật dở lại cuộc đời mỹ nữ buôn bán hàng trắng này, chúng tôi không khỏi chạnh lòng và thương cảm cho gia đình cô. Người thân của cô đang phải từng ngày gặm nhấm nỗi đau nhân thế. Trong căn nhà hiu quạnh, hoang vắng, bà Trần Thị Mười, 64 tuổi, vẫn nhắc về con mình bằng một tình thương và nỗi xót xa sâu thẳm. Gặp bà trong những ngày xứ Dừa mưa tơi tả càng khiến cho lòng người ủ rũ tái tê. Từ người mẹ này, chúng tôi được biết chuyện tình duyên lận đận của người con gái đẹp nhất nhì vùng sông nước miền Tây. Trong số 8 anh em của gia đình, thì Thảo là đứa con gái được cả nhà yêu thương nhất. Thuộc cơ hàn, Thảo rất ngoan, chăm chỉ phụ giúp cha mẹ làm kinh tế. Thảo tỏ ra tháo vát từ nhỏ, việc gì cô cũng hăng hái làm. Nhưng bà Mười không ngờ rằng chính sự tháo vát ấy đã nhen nhóm vào tâm hồn đứa con gái máu ham chơi. Thảo mê đỏ đen lúc nào không hay, và hệ lụy cô thường lén lút bớt xén tiền bán hàng của bà Mười vào mỗi chiều ném vào cờ bạc, bầu cua, tôm cá. Cho đỏ đen ngấm vào máu Thảo, học đến lớp 8, Thảo tự ý bỏ học để ngày đêm lún sâu vào những cuộc ăn chơi cùng lũ bạn trốn quê. Thảo lang bạt khắp nơi, đi kiếm tiền bằng mọi việc. 18 tuổi, Thảo thoát xác trở thành thiếu nữ thôn quê, mang một vẻ đẹp mượt mà và vô cùng quyến rũ. Nhiều lớp trai làng từ vùng này vùng nọ ngỏ ý cặp kê, nhưng đều bị Thảo cong môi từ chối. Gia đình bà Mười cũng chưa muốn cho đứa con gái đua đòi lấy chồng sớm, mà muốn nó thay tính đổi nết trước. Nhưng rồi một ngày nọ, có bà Mai dẫn mối người đàn ông Đài Loan ngỏ ý được cưới Thảo. Xính lễ cưới cùng một khoản tiền bù đắp đi kèm đã đánh gục gia đình bà Mười. Ông bà đồng ý để con làm dâu ngoại quốc, Thảo cắn răng theo chồng về Đài Loan. Nhưng trái với ảo mộng giàu sang sẽ trở thành bà nọ bà kia, thì sang xứ sở xã lắc xa lơ ấy, Thảo vỡ mộng. Cô phải làm quần quật từ sáng tới tối, còn phải chăm lo hầu hạ cho đại gia đình người chồng. Bất đồng với ngôn ngữ, không quen cảnh làm lũ vất vả, Thảo toan tính bỏ về Việt Nam. Thảo viện lý do gia đình có người thân hấp hối phải về gấp. Người chồng Đài Loan trọng tình trọng nghĩa, hấp tấp mua vé máy bay để hai vợ chồng cùng về quê vợ. Vốn là đứa con gái ma mãnh, lắm mưu nhiều kế, vừa ra tới sân bay, lợi dụng sơ hở của chồng, Thảo giấu tất cả giấy tờ của anh ta. Không có giấy tờ, chồng của Thảo đành ngậm ngùi quay lại, và nghiễm nhiên Thảo ung dung về Việt Nam chỉ trong vòng 6 tháng làm dâu ngoại quốc. Về Bến Tre, những tưởng cô gái lầm lỡ một lần đò sẽ chí thú làm ăn, hy vọng kiếm tấm chồng nội đàng hoàng. Nhưng Thảo đã quay cuồng ăn chơi. Thảo dành ra mấy tháng trời chè chén phù phê, ăn chơi trác táng để bù đắp chuỗi ngày cực nhọc khi lấy chồng Đài. Cuộc chơi của Thảo nhanh chóng tấn công lên Sài Gòn.
Mới đầu, Thảo thường tụ tập bạn bè trong các quán nhậu hay chầu trực tại những tụ điểm ăn chơi. Vì không có tiền nên những kiểu chơi bời của đám bạn Thảo chỉ mang tính trầu rìa. Một lần đi uống cà phê với bạn, Thảo đã lọt vào danh sách của một đại gia có nhà quận 7. Vẻ đẹp lấp lánh, non dại của Thảo như tiếng sét cắt ngang con tim gã công tử kia. Sau vài lần hẹn hò, tâm sự tỉ tê, Thảo đã bật đèn xanh cho người đàn ông thứ hai đi vào cuộc đời cô. Làng quê Sơn Châu lại một lần náo loạn khi nghe tin cô Thảo tiếp tục lên xe hoa lần thứ hai. Đám cưới lần này, nhà trai mang hẳn chiếc xe hơi mới toanh đậu trình nghình ngoài con lộ vốn bình yên ngàn năm qua. Cô dâu Thu Thảo ngạo nghễ bước lên xe hoa trước con mắt ngơ ngác, ngạc nhiên và trầm trồ của cánh trai làng. Về làm dâu đại gia thành phố lớn, Thảo sống như một bà hoàng, muốn gì được đó. Gia đình nhà chồng cũng rất cưng chiều con dâu. Thảo lại biết cách lấy lòng mẹ chồng, nên thời gian đầu có thể nói hạnh phúc trong mơ với Thảo. Thảo không ngờ rằng người chồng yêu chiều của mình lại là người ăn chơi không có điểm dừng. Bàng hoàng hơn, Thảo phát hiện anh ta thường lui tới các vũ trường và chơi ma túy. Đêm nào anh ta lết xác về nhà đều trong trạng thái như chết. Chồng Thảo ngày càng chìm đắm trong những cơn phê thuốc, anh ta còn công khai mang cả ma túy về nhà hút. Nhưng khi lên cơn, anh ta bắt Thảo đi mua thuốc, nếu không ắt sẽ có chuyện. Thảo cắn răng chiều chồng, giết rồi quen. Sống chung với người chồng nghiện ngập, Thảo quen. Tiền gia đình chồng kiếm được có chất cao như núi, rồi cũng cạn kiệt khi phải đáp ứng nhu cầu dùng thuốc ngày càng cao của hai vợ chồng Thảo. Tiền hết, tình tan, vợ chồng Thảo kéo nhau ra tòa ly hôn. Chuyến đò thứ hai của người đàn bà đẹp khép lại trong sự ê chề, nhục nhã. Thảo bước ra đời loạn choạng, lao đao, không nơi bấu víu, không nơi nương tựa. Thảo lao vào buôn ma túy. Thảo là đầu nậu phân phối ma túy cho hầu hết các con nghiện ở vũ trường và quán bar trong thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Đường dây này thời cao điểm buôn xuyên Việt Nam qua Campuchia. Trong thời gian làm bà trùm buôn hàng trắng, Thu Thảo đã phải lòng phi công trẻ ít hơn cô 5 tuổi. Gã trai này tuy không giàu có, nhưng được cái bảnh bao, dẻo mỏ, hot hay khiến Thảo điêu đứng. Thần sắc đàn bà đã quen với những cuộc thác loạn thâu đêm trong vũ trường, nên gặp phải trai trẻ mà mình mê, Thảo không ngần ngại cho lái máy bay. Họ nhanh chóng góp gạo thủ công chung, sống xả nhân ngãi non vợ chồng. Và phi công trẻ này nhanh chóng là thành viên cốt cán trong đường dây buôn bán ma túy khổng lồ do bà trùm Thu Thảo cầm đầu. Khi đã nhận ra thì quay đầu không kịp, anh ta vỡ òa đau đớn khi xa lưới pháp luật. Cuộc đời của Lê Thị Thu Thảo khép lại trong các cuộc chơi chóng vánh, kể cả những cuộc tình. Thảo đã gây ra nỗi đau ngập tràn trong gia đình mình, kéo theo ba người anh em ruột cùng vướng vòng tù tội. Đứa con của Thảo với chuyến đò thứ hai giờ sống trong cảnh mồ côi mẹ, thiếu tình cha. 6 giờ sáng, kiểm tra các phòng giam, phạm nhân được tự do hoạt động. 7 giờ bắt đầu ăn sáng với chỉ có bánh màn thầu và cháo. 7 giờ 30 phút, phạm nhân được đưa đến nơi làm thủ công mỹ nghệ. 9 giờ 30, được đi tập thể dục. Đối với Ngả Hoàng mà nói, những ngày đợi thi hành án đều như vậy. Từ ngày 9 tháng 7, khi bị thẩm vấn cho đến nay, biết ngày thi hành án của mình không xa, cô đã nỗ lực tự mình điều chỉnh tâm lý, mỗi ngày đều coi là ngày cuối cùng. Mỗi ngày đều tắm 2 lần, thu dọn đồ đạc, viết thư lại cho gia đình dài 8 trang. Cô vừa viết vừa khóc. Khi được phóng viên phỏng vấn, cô đều để lại những giọt nước mắt hối hận. Trong lòng đã chuẩn bị tâm lý, Ngả Hoàng trong trạng thái không tồi. Mấy năm nay tôi đều đọc sách, suy nghĩ rất nhiều. Tôi xấu hổ với mọi người, tôi yêu thương mẹ. Người nhà tôi đều đối với tôi thật lòng. Vậy mà tôi lại... Xin lỗi các chị em. Tôi bị bắt. Mọi gánh nặng đều giao lại cho họ. Tôi cũng xin lỗi đến gia đình người bị hại. Bây giờ họ là người đau khổ nhất. Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến họ. Tôi biết đã chậm, nhưng tôi mong ngày kết án sớm một chút. Toàn bộ quá trình phỏng vấn, Ngả Hoàng đều nắm chặt tay. Mấy ngày hôm nay, các quản giáo đều đối với Ngả Hoàng rất đặc biệt. Ai cũng đem đồ ăn ngon đến cho cô. Ngay cả tắm cũng có người trợ giúp. Có quản giáo lén mua cho cô quần áo giày dép mới, cô tâm sự. Có người nói có muốn ăn gì không, có muốn gặp người nhà không. Ngả Hoàng không bỏ được việc lo lắng cho người nhà. Trong 3 năm chờ thi hành án, cô không gặp được người nhà. Cô lo lắng con trai có lớn chút nào hay không, mẹ đã gần 80 tuổi có khỏe không, có người nhà có khó khăn không.
Ngả Hoàng vừa nói vừa làm đồ thủ công. Cô luôn mang theo sự tiếc nuối. Tôi rất nhớ con, cũng muốn gặp các chị em và mẹ tôi. Tôi sợ bà không chịu được, bà gặp tôi là tức giận. Nếu mẹ đồng ý, tôi rất muốn gặp bà. Nhắc đến con trai và mẹ, Ngả Hoàng vẫn mỉm cười nhưng mà mắt cô đã đỏ hoe. Thật ra nếu không phải là lần cuối cùng thì tôi cũng không có mặt mũi gặp họ. Hôm ở phiên tòa xét xử, tôi đứng chỗ bị cáo. Mọi người đều đến, ánh mắt họ đều nhìn tôi nhưng mà tôi lại không đủ dũng khí nhìn họ. Ngả Hoàng đang tập thể dục và nói: Ngày 11 tháng 7, 10 giờ 30, chị em cô đều đến. Người nhà đưa cho quần áo, giày dép mới. Tiếc nuối duy nhất của cô là con gái không thể đến, bởi vì người nhà cô vẫn giấu giếm con gái suốt 3 năm. Cuối cùng, cô cũng được gặp người nhà. Qua song sắt, người nhà cô đều đứng đợi. Ngả Hoàng cố gắng mỉm cười thoải mái với người nhà. Tâm nguyện được thực hiện nên cô nói chuyện vô cùng vui vẻ. Em gái cô cho biết con gái cô đã giành giải nhất trong cuộc thi lần này. Cô dặn em gái mình rằng con gái chị nhờ em chăm sóc, không nên ép nó học quá nhiều để con bé lúc nào cũng vui vẻ và quan trọng nhất là giữ gìn sức khỏe. Em gái cô khóc và nói: Chị yên tâm, em sẽ coi cháu như là con em, sau này cháu sẽ là con em. Đối mặt với sự lưu luyến không rời, các quản giáo mặt mũi đỏ bừng. Một nữ quản giáo đã cúi đầu lau nước mắt. Bình thường phạm nhân chuẩn bị thi hành án sẽ được gặp bạn bè người thân 15 phút. Nhưng trong hoàn cảnh này, nhân viên trại giam cũng không can thiệp mà kéo dài thời gian gặp mặt. Qua song sắt, chị em Ngả Hoàng bắt đầu nắm lấy tay nhau. Họ đã khóc không thành tiếng. Sau một phút cuối cùng, Ngả Hoàng bị đưa đi. Toàn bộ cuộc hẹn gặp kéo dài 24 phút. Cô giao một phong thư dài 8 trang cho người nhà. Bên trong viết những ý nghĩ của cô về mẹ, con gái, chị em, anh rể, các cháu. Tuy vội vàng nhưng cô không còn gì luyến tiếc. Bị cáo PTG là người dân tộc Thái ở tỉnh Sơn La. Bản thân Ngờ là người có thể trạng rất yếu. Chớ trêu thay, trong khi đứa con bị tàn tật thì chồng của Ngờ cũng mắc bệnh nan y, nằm một chỗ. Mỗi lần nghe một số người khuyên mua sái thuốc phiện cho chồng uống để giảm cơn đau, Ngờ làm theo và thấy bệnh tình của chồng có vẻ thuyên giảm. Vậy là sau đó người chồng nghiện sái thuốc phiện lúc nào không hay. Bị cáo vừa nuôi chồng, nuôi con, trong khi lại không có nghề nghiệp. Ai thuê việc gì cũng làm, từ quét dọn, rửa bát, giúp việc theo giờ. Từ đó người phụ nữ này đi vào con đường phạm tội lúc nào không hay. Luật sư Hoàng Kim Thoa, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên QTC, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, người bào chữa cho bị cáo Ngờ kể. Để có tiền chữa bệnh cho chồng, nuôi con tàn tật, Ngờ đã gia nhập đường dây vận chuyển thuê ma túy. Thậm chí đến khi ra tòa, Ngờ cũng không thể tưởng tượng mình đã vận chuyển tới 3,5 kg ma túy các loại, trong đó phần lớn là viên hồng phiến và thuốc lắc. Nói là không tưởng tượng nổi, bởi đây là con số được cơ quan điều tra xác định qua lời khai chứng cứ, tổng hợp số liệu từ các bị cáo khác. Còn bản thân bị cáo Ngờ không biết chính xác mỗi lần mình vận chuyển bao nhiêu. Ra trước tòa, Ngờ thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Nhưng khi nghe hội đồng xét xử tuyên phạt tử hình, Ngờ khóc và ngất lên ngất xuống nhiều lần, phải có sự hỗ trợ của cảnh sát bảo vệ. Bị cáo sốc vì không nghĩ mình lại phạm tội khủng khiếp như vậy, luật sư Thoa cho hay. Trước tòa, bị cáo Ngờ luôn khóc, xin hội đồng xét xử tha tội chết để có cơ hội làm lại cuộc đời, chăm chồng con. Hoàn cảnh của bị cáo Ngờ khiến những người tham dự và cả hội đồng xét xử rất đau xót. Trước phiên tòa xét xử 2 ngày thì con trai của bị cáo Ngờ mất, nhưng bị cáo không biết. Con trai bị cáo Ngờ chết vì không có mẹ chăm sóc, bố thì bệnh tật không có khả năng chăm sóc con trai. Tôi cũng không dám thông tin cho bị cáo Ngờ biết, vì sợ bị cáo không chịu nổi khi nghe tin này, luật sư Thoa nhớ lại. Theo luật sư, trong quá trình xét xử sơ thẩm, chị đã rất trăn trở bởi đã bảo vệ cho thân chủ hết khả năng của mình. Nhưng vì tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, bị cáo vẫn bị kết án ở mức cao nhất. Sau phiên sơ thẩm, gần như tất cả các bị cáo trong đường dây buôn bán ma túy, vận chuyển ma túy mà bị cáo Ngờ tham gia đều có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Và hiện nay vụ án phúc thẩm đang chờ ngày xét xử. Tuy nhiên, điều làm luật sư Thoa day dứt hơn cả là câu chuyện xảy ra sau khi phiên sơ thẩm kết thúc. Khi hay tin Ngờ bị tuyên phạt tử hình, chị gái của bị cáo liên tục gọi điện cho luật sư hỏi những câu
mà chị vừa cảm thấy sốc nặng, vừa thương cảm cho số phận đầy bi kịch của Ngờ. Em ơi, thế bao giờ Ngờ bị xử bắn? Tôi đã giải thích, giờ cơ quan thi hành án không xử bắn nữa, mà xử lý đối với người bị tuyên án tử hình bằng cách tiêm thuốc độc. Nhưng phải có thời gian, và Ngờ đang trong thời gian chờ kháng cáo. Biết đâu lên tòa phúc thẩm, hội đồng xét xử phúc thẩm sẽ xem xét giảm nhẹ hình phạt và tuyên án cho xuống chung thân thì sao? Luật sư giải thích. Nghe giải thích như vậy, người chị của Ngờ chẳng những không tỏ ra vui mừng mà còn mếu máo. Chị ơi, tôi cũng rất thương Ngờ, nhưng hoàn cảnh của em tôi rất đặc biệt, chẳng còn ai có khả năng thăm nuôi. Bản thân gia đình anh chị em đều nghèo khó, gia đình chỉ làm ruộng vườn. Chúng tôi lại ở xa, anh em kiến giả nhất vận không ai giúp được Ngờ cả. Giá như em tôi được chết thì sướng hơn. Nếu Ngờ được tòa tuyên giảm án xuống chung thân thì gia đình cũng chẳng có ai đi thăm nuôi, tiếp tế cho Ngờ cả. Luật sư Hoàng Kim Thoa cho hay, chị đã rất thương cảm. Cảm giác không thốt thành lời khi nghe chị của bị cáo Ngờ nói như vậy. Đã nhiều năm làm luật sư, bào chữa nhiều vụ án, nhưng đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến một gia đình bị cáo có một hoàn cảnh đặc biệt như vậy. Hơn nữa, ý thức cũng như hiểu biết pháp luật của họ cũng quá hạn chế, kể cả bản thân bị cáo Ngờ, nên họ mới có những suy nghĩ như vậy, luật sư Thoa nói. Con đường dẫn vào trại giam T16 của Bộ Công an gập ghềnh rất khó đi, bởi nó vừa phải oàn mình trải qua cơn mưa lũ lịch sử, lại vừa thêm cái bụi cái nắng của buổi sáng giữa đông. Không phải lần đầu tiếp xúc với các phạm nhân mang án tử tù, nhưng chúng tôi vẫn thấy hồi hộp, xen lẫn những lo lắng khi những tử tù lần này tôi được gặp là nữ giới. Theo danh sách đã xin phép lãnh đạo trại tạm giam T16, sẽ lần lượt có 3 phạm nhân được đưa ra làm việc với chúng tôi, đó là Cao Thị Lan, bà trùm nổi tiếng của tập đoàn ma túy ở xóm Bụi Thanh Nhàn. Trần Thị Nhớn, người đàn bà vừa phạm tội mua bán ma túy, vừa tham gia chạy án, thao túng một số cán bộ của cơ quan pháp luật. Đỗ Thị Ngọc, nữ trùm thuộc diện trẻ nhất nhưng rất táo tợn và kỷ lục với con số hơn 100 bánh heroin đã từng tham gia mua bán. Chúng tôi được bố trí làm việc với các tử tù ở phòng làm việc của luật sư. Căn phòng này cách khu giam của nữ một con đường dài khoảng mấy trăm mét. Tôi lặng lẽ đứng quan sát thái độ của từng nữ tử tù khi họ được dẫn giải ra phòng làm việc. Dường như đối với họ, được ra ngoài, được hưởng khí trời với ánh nắng rực rỡ là cả một ân huệ. Họ ngửa mặt nhìn trời xanh, tíu tít nói chuyện với bất cứ ai gặp được trên đường. Từ anh cảnh sát bảo vệ của trại tạm giam đến các điều tra viên của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C-17 từng điều tra họ. Hân hoan với thiên nhiên và con người bên ngoài phòng biệt giam, nhất là phạm nhân Trần Thị Nhớn. Nhớn năm nay 51 tuổi, trải qua hơn 5 năm ở trại tạm giam nên có vẻ đã quen với cuộc sống nơi biệt giam. Quả như các điều tra viên của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã nói, bà ta sẽ nhớ và nói vanh vách về những việc làm của mình. Nhớn trước đây là y sĩ ở huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Thế nhưng từ khi về hưu, bà ta lại quay sang cái nghề giết người bằng thứ bột trắng heroin. Trần Thị Nhớn nhớ vanh vách từng mốc ngày mình bị bắt giam, bị đưa ra tòa và kết án như thế nào. Nhà của Nhớn ở cùng khu với chùm ma túy Chu Văn Hiếu và một đối tượng trong đường dây mua bán ma túy của Hiếu. Vì thế, việc gia nhập đường dây siêu lợi nhuận này cũng là điều dễ hiểu khi Nhớn không có bản lĩnh vững vàng. Trong phần 1 của vụ án Chu Văn Hiếu và đồng bọn mua bán ma túy đưa và nhận hối lộ, Nhớn vừa mua bán ma túy với số lượng lớn, đồng thời là người đứng ra móc ngoặc với một số cán bộ thoái hóa để chạy án cho đồng bọn. Khi bị bắt ở phần 1 này, Nhớn nhất định không chịu khai báo bất cứ điều gì. Đến tận khi ra tòa, nghe hội đồng xét xử tuyên án tử hình, bà ta mới thấy choáng váng và biết rằng không thể cứ chạy cối không khai là thoát tội. Nhớn như lê từng bước về phòng giam. 3 ngày đầu khi nghe tuyên án, Nhớn không thể ăn nổi, nước mắt lã chã. Cái vẻ cưng cưng ra dáng bà trùm từ lúc nào đã bị rơi xuống. Giờ bà ta chỉ còn lại sự ân hận xót xa. Thế là tan nát hết. Những ngày sau, Nhớn được giám thị trại giam T16 gọi lên phân tích về chuyện, khai báo thành khẩn. Trực tiếp Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, nay là Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, đã gặp Nhớn, động viên chuyện khai báo. Anh Tuấn nhấn mạnh rằng đó là con đường duy nhất giúp Nhớn có thể được nhận sự khoan hồng của pháp luật. Ngày 20 tháng 9 năm 2003, Nhớn đã viết đơn xin được khai báo với cơ quan điều tra. Từ những lời khai báo thành khẩn của nữ tử tù này, một đường dây mua bán ma túy nữa,
phần 2 của vụ Chu Văn Hiếu gồm có 27 đối tượng đã bị phanh phui, trong đó 5 đối tượng bị xử án tử hình. Trần Thị Nhớn rất mau chuyện rồi cũng mau nước mắt. Bà ta nói rằng trong đời có hai điều ân hận nhất. Người tình của Nhớn là Mai Anh Văn trong vụ án này bị tuyên án chung thân. Văn là bạn học cùng thời phổ thông với Nhớn, là mối tình đầu của nhau. Khi biết vợ chồng Nhớn ly hôn, Văn lúc này cũng đã chia tay vợ, đã đến nối lại tình xưa. Họ không đăng ký nhưng về sống với nhau tại một căn nhà thuê ở huyện Thanh Trì, Hà Nội. Trong thời gian này, Nhớn vẫn qua lại mua bán ma túy với Mai Thị Hồng Luân, Tùng Chấy. Việc mua bán nhiều khi diễn ra ngay tại căn nhà của hai người ở. Nhớn kể rằng bà ta không hề muốn người tình liên lụy đến việc này bởi nó rất nguy hiểm. Nhiều lần khi mối mang heroin đến, Nhớn đã tìm lý do để đẩy Văn ra ngoài làm việc khác. Nhưng rồi Văn cũng biết, tình yêu muộn màng với người đàn bà mà Văn đã rung động từ thuở học trò đã khiến ông ta nhắm mắt liều thân. Văn bảo với Nhớn rằng, là người đàn ông trong gia đình, ông ta không thể để Nhớn gánh vác hết nguy hiểm. Thế là với kiểu suy nghĩ ấy, Văn đã dấn thân vào nghề buôn ma túy và vận chuyển chót lọt 3 bánh heroin cho Nhớn. Giờ đây, Văn đang cải tạo tại trại tạm giam số 5 tại Thanh Hóa. Nhớn cũng không biết có bao giờ còn được gặp lại người tình khốn khổ của mình nữa không. Điều ân hận thứ hai của Trần Thị Nhớn là hậu họa để lại cho con. Vợ chồng ly hôn, Nhớn nhận nuôi đứa con trai út. Khi Nhớn bị bắt, cháu đang học ở một trường của lực lượng vũ trang. Bị sốc, cháu phải nghỉ học. Nhưng may sau đó, cháu đã lấy lại được nghị lực và đi học ngành bưu chính viễn thông. Mỗi lần con trai vào thăm, Nhớn muốn âu yếm với con lắm, muốn nói lời yêu thương lắm. Nhưng thời gian gặp gỡ không nhiều, gặp lần nào là Nhớn phải mắng nó té tát, ngăn không cho nó được theo vết xe đổ của mẹ. Nhiều khi nhìn đứa con hết giờ thăm nuôi ra về, nước mắt lưng tròng vì bị mẹ mắng. Nhớn thương con đến đứt ruột. Nhưng lớn hơn cả, bà ta sợ nó hư hỏng rồi cuộc đời lại vấp ngã như mẹ nó. Đang rơi nước mắt khi kể chuyện người thân, Trần Thị Nhớn chợt vui hơn khi kể lại rằng đợt tháng 6 vừa rồi, đứa con trai út mới vào trại thăm mẹ và báo cáo việc cưới vợ. Nhớn vui lắm vì cuối cùng đứa con bé bỏng đã trưởng thành. Nhưng trong ngày vô quy của con là ngày Nhớn khóc nhiều nhất. Bởi nếu là người lương thiện bình thường, giờ đó Nhớn đang được hãnh diện trong chiếc áo dài đẹp và vai trò của bà mẹ chồng đón tiếp con dâu mới. Trong suốt buổi làm việc với chúng tôi, nỗi ân hận luôn đong đầy và dày vò người đàn bà đã ở cái tuổi quá nửa đời người này. Nhớn cũng là người đã ở trong phòng biệt giam để chờ thi hành án lâu nhất trong số hơn 20 tử tù còn lại. Hơn 2.000 đêm cứ ngóng và lo khi tiếng kẹt cửa sắt vang lên trong thanh vắng. Chính vì thế mà Nhớn cảm nhận được sâu sắc giá trị của sự sống. Bà ta cứ nói mãi một điều, xin đừng ai vướng vào tội ma túy như tôi. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.